Mình Châu Tây Ninh xin chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay là ngày 26 Tết. Thì bữa nay là 26 và 27, 28, 29, 30, 1. 5 ngày nữa là năm mới. Mình có vài con xe cỏ anh em đến mua trước Tết thì em bán xả lỗ luôn, giá nào cũng bán. Em để quay trong nhà còn rất là nhiều xe nữa. Để em quay vô từng chi tiết luôn cho. Quay Hàn Quốc sạch sẽ, áo alpha Nhật máy im. Xe này là nói chung là xe này phải em bán là 4 triệu là vốn. Em mua 4 triệu đó. Xe này em mua 3 triệu 2 nè, vốn nè, 3 triệu 2 nè, bình đầy đủ luôn nè. Quay alpha lốc đen. Xe này em bán giá 17 triệu bao sơ bao tất cho anh em luôn. Đầu lòng nồi máy móc nguyên zin. Xe này quay alpha lên áo 110, xe máy zin làm đầu lòng rồi mà máy zin 17 triệu luôn. Quay A đời 2015 quay 100 mà rất là bền luôn. Xe này em bán giá 11 triệu rưỡi. Xe quay A màu trắng bán giá em bán giá là 11 triệu. Ẹt 2011 xuống áo em bán giá 16 triệu 500. Xe rim Thái em bán giá 14 triệu. Rim Thái nha, rim Thái này chính chủ em đứng tên luôn, đúng rim đúng rim Thái luôn. Ẹt biển số nè, quay A trắng nè, biển số nè, quay A xanh biển số nè. Rồi em vô, tại em quay mau lẹ ha, rồi quay Tết rồi. Anh em thích xanh nào chụp cho. ZX 17 triệu, chưa có sơ qua Tết em rút hồ sơ cho. Hai xe này xe cỏ giá có bao triệu à? ZX màu trắng không chính chủ giá 12 triệu, hình như là ngay chủ luôn á, 12 triệu. Ấy quay pha lên ZX, quay pha lên ZX mà nếu mà giấy tờ đúng ấy là cái này chắc 14 triệu quá. Để em xem xét lại con quay pha lên ZX này. Xì rút giá 8 triệu qua Trung Quốc giá 3 triệu rưỡi, qua Trung Quốc đỏ giá 3 triệu rưỡi, bên kia cũng còn giá mấy triệu nữa. Quay Hàn Quốc này là cặp niền Thái, cặp niền mới, áo alpha đầu đèn 110 zin. Xe này đầu Nhật nhiều lắm, xe này em bán giá 6 triệu mấy em cực kỳ nè. Tết là sung rồi nè. Future 1 này là xe này em bán lỗ, em bán lỗ giá 11 triệu mấy im. Về anh em dọn lại, không mua là em qua Tết em dọn full lại bán hai mấy triệu. Future Neo giá 16 triệu mấy im. Về dọn sơ lại. Neo 26, 27. Jupiter rim Trung Quốc mà đầu Nhật dữ lắm. Xe này em bán giá 8 triệu. Trung Quốc mà đầu Nhật không à. Rim Thái biển số 82, rim Thái dọn khuôn mới biển số 92892, em bán giá 23 triệu. Xì rút quay A mới xanh như salon mới ra luôn, đời 2022 luôn, qua năm mới là thành 2023 rồi, em bán giá 16 triệu. Super đầu lòng máy móc nguyên zin đầu OT 201, đầu OT ngang xe 201, xe nguyên zin hết luôn, chỉ có cái bẩn mới thôi. Em bán giá 29 triệu là bao luôn hồ sơ á, không bao hồ sơ thì giá 28. Sonic giá 28 triệu, đầu lòng máy móc nguyên zin im cực kỳ, xe đẹp. Sonic nha, Honda Sonic á mà em bán giá có 28.500 mà. Em bán giá cực kỳ rẻ luôn, 28.500. Novadad có người đặt cọc 1 triệu 3 triệu rồi. Rim dọn phun mới này cọc rồi. Fission này chưa có giá luôn. 150, 150 là 20 triệu. SH giá 78 triệu. SH này là chạy mới có mấy ngàn cây rồi, ha, rất là ok luôn. RSX xe mới xanh luôn, em bán giá 14 triệu rưỡi. RSX nè, xe này salon như hai mấy triệu á, chỉ số nè, mới xanh nè. Để em quay lại, có khách rồi.
Rồi anh em thích xe nào thì alo em đi ha. Rồi xe giá đó. Nè rồi tiếp nè, xe mới xanh nè, 14.500. Ngay chính chủ. Em đứng tên luôn, ra là dạy thôi. SH 78 triệu. Novadat rồi bán rồi. Diêm Thái 23 triệu. 92892. Em bữa nay quay lẹ cho anh em có thích xe nào chụp xe đó lại. 92892 số đẹp luôn. Diêm Thái dọn full mới 23 triệu. Sirius quay 88622, biển số xe này là xe này chạy mới có 2000 cây hay gì à? Đúng rồi, xe này chạy có 2000 cây à. Như xe mới luôn. Chưa dặn ốc tán nhưng tăng diesel gì hết, bán 16 triệu. Mua làm chi mà 20 triệu mấy. Tết nay 21 triệu rồi, em bán 16 triệu. Super đầu lòng máy móc green, câm niền là xanh lét luôn. Sáng giới, đầu lòng máy móc im rít. Đầu OT nha, Super này đầu OT. Đó. Có xăng. Cái máy này là em có nổ rồi bên Zalo á. Zalo với clip trước á. Nó nổ y như xe cúp luôn. 28 triệu. Hồ sơ nó cũng khoảng 28 29. Nói chung anh em thích xe này thì đến coi thương lượng giá cả. Sonic này rẻ nhất đi, rẻ nhất tên Ninh luôn, 28 triệu 500. Xe riêng đẹp. Sonic. Đặc biệt là em có cái con này anh em qua test dòng full mới nè, siêu chậm 1. 13 triệu rồi. Ngay chính chủ em đứng tên rồi, xe này nè. Future Neo này em sẽ rút hồ sơ cho anh em. 16 triệu. Giá trị trong nhà cũng còn xe nhiều lắm, nhưng mà em qua trong kia còn nhiều lắm, nhưng mà em quay như cận như đây thôi, sơ như đây thôi. Đây xe này nãy em đầu tiên em quay nè. Em nói bán giá nè, giờ thích thì nó câm niền mới nè. Áo Honda nè, câm niền mới sạch sẽ nè. Đó, chạy ngon lành luôn. Quay Hàn Quốc. Đây con quay Trung Quốc nè. Em mua 3 triệu mấy. Máy gì mình đầy đủ. Này quay lốc đen, đầu lòng máy móc nguyên rin, áo đẹp. Câm niền và chân đều đẹp lắm. 17 triệu. Bao tất cả luôn. 78372, xe này quen pha lên 110. Thái 17 triệu. Quay ra mà 215 mà em bán giá có 12 triệu, bên em mà xe này nó chịu thua luôn, 12 triệu. Xe này em bán 11 triệu. Ẹp xuống áo em bán 16.500. Diêm Thái mà em bán 14 triệu và ngay chính chủ em đứng tên luôn, đúng Diêm Thái. Đây có con này công tay, anh em thích thì bán luôn. Xe công tay 210, biển số nè. Biển này bán ở Tây Ninh nha, rút sơ cũng lắm. 52225 nha. Xe này em bán là giá 46 triệu. Công tay 210, sạch sẽ. 46 triệu. Biển số luôn nè, đây. Em sẽ để số điện thoại của em ở trên phần hình phần mô tả ha. Đẹp này có làm đầu lòng rồi. 46 triệu. Len can hết, toàn full hãng hết. Nhìn nói chung cha gạt mà nhìn cái cổ biết cái cổ titan này là hiểu rồi. Rồi. 46 triệu. Nhà em ở gần Ủy ban nhân dân xã Thanh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bữa nay là 26 Tết còn 5 ngày nữa, 5 ngày nữa là mùng 1 á. Đây là đường về Sài Gòn đây. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại của em có Zalo luôn nè ha. Em xin nhắc lại. Số điện thoại của em là 097. Đây. 0974499005. Số điện thoại cũng có em có Zalo luôn ha. Em là Châu. À, nhà em là gần Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Từ ngoài đường nhìn vô nhà em đây. Anh em thích xe nào thì cứ chụp hình lại xe đó hoặc kết bạn Zalo số điện thoại của em á. Rồi xe này em còn làm đăng bên Zalo á. Em là bao vận chuyển tới nhà cho anh em luôn, các tỉnh miền Tây luôn, bao vận chuyển đi toàn quốc. Rồi em xin chào anh em và hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha. Em xin chào anh em.